Đây là clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ tên là Phạm Thị Yến giảng pháp tại chùa Ba Vàng cho rất nhiều Phật tử, đã truyền bá những tư tưởng mê tín dị đoan, quá với giáo lý nhà Phật được lan truyền trên mạng. Mỗi người tham dự phải nộp một số tiền lớn. Điều đáng nói, hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay. Bản thân nhà chùa đó lại cũng phải quán triệt cái đó, mà không nên cho làm ở nhà chùa, bởi vì cái định hướng của nhà chùa là khác, là tin Đức Phật chứ không phải là để cho Đức họ lợi dụng Đức Phật để họ lợi dụng cái đó. Cho nên là nếu mà chùa Ba Vàng mà ấy đấy, là đấy là một cái thiếu sót. Tòa lạc trên núi Thành Đằng, chùa Ba Vàng còn có tên gọi là Bảo Quang Tự, nằm ở phía tây thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Hàng năm ngôi chùa này thu hút 2.000 Phật tử đến tham quan lễ Phật, và trong số đó có rất nhiều người tin rằng đến với ngôi chùa này họ có thể tìm vong chữa bệnh. Theo tiến sĩ Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc trung tâm nghiên cứu các khả năng đặc biệt của con người, Phật giáo có quan niệm về luân hồi, nghiệp báo, hướng con người làm những việc thiện. Tuy nhiên, không có quan niệm làm việc ác rồi bỏ ra một số tiền lớn để xóa tội. Tùy tiện mọc ra cái trò áp vong ở nhiều nơi và không có sự kiểm soát của các nhà khoa học và có những người có đạo lực thì sẽ dễ gây ra những cái hiểu sai và có khi làm hoang mang trong xã hội. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Cục Văn hóa Cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh làm rõ thông tin trên, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý di tích tôn giáo, tín ngưỡng, kịp thời ngăn chặn truyền bá hoạt động mê tín dị đoan. Hiện tại thì cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, và mới đây nhất thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay buổi làm việc với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì của chùa Ba Vàng, để làm rõ vụ việc. Để ghi nhận về sự việc, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và gửi đến quý vị ngay sau đây. Cái nhận định mà bảo bao nhiêu kiếp trước, 36 kiếp trước hay là 42 kiếp trước gì đó, đấy là những cái cách mà dẫn dụ con người ta vào con đường tà kiến và mê lầm. Khi được hỏi về việc tại sao một Phật tử như bà Phạm Thị Yến được đứng thuyết giảng, và nếu được phép thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang quản lý vấn đề này như thế nào? Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, giáo hội có Ban Hoằng Pháp Trung ương và cấp tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề này, nhưng chỉ quản lý đến cấp sư trụ trì. Không quản lý tới các Phật tử. Giáo hội thì quản lý các cơ sở tự viện thông qua sư trụ trì. Sư trụ trì có trách nhiệm trong việc hướng dẫn đồng bào Phật tử. Nên cái trách nhiệm này thì có thể nói là giáo hội làm việc với sư trụ trì. Sư trụ trì phải chịu trách nhiệm trước việc thuyết giảng. Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết thêm, sẽ nhắc nhở tới Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát Trung ương và địa phương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam để không xảy ra tình trạng mê tín dị đoan tại các chùa, đồng thời khẳng định sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng là cá biệt.